thông cho Trần Hưng Đạo. Đây. Đưa cho bạn Lữ. Nhờ bạn Lữ lật điểm đi. Một không. Hai không. Ba không. Rất một điểm đáng tiếc. 1-3. Đánh cầu không qua lưới. Điểm 4-1. Năm một. Cháu ơi đừng đi lại. 6-3. Tuấn Anh vừa đánh trận chung kết đôi nam nữ xong lại một trận tứ kết nên là thể lực không được còn nhiều.
68. Chưa được nghỉ, đây mới lại trận bán kết. Ôi giời, 78. Ông đứng ra kia
Thank you.
dẫn vào chung kết rồi. Ngon ăn thế lại đánh hỏng. 5-13. Đập. Minh Hôn ơi, Minh Hôn, Minh Hôn ơi. Như vậy là trận bán kết đã kết thúc. Phần thắng thuộc về Trần Trường Hưng Đạo, trường cấp 3 Trần Hưng Đạo. Và tiếp sau đây là trận chung kết. Chắc là nghỉ 5 phút để bước vào trận chung kết đôi nam.